Được chưa? Được. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thái Chơi TV nhá. Hôm nay không phải là video trò chơi mà mình sẽ thực hiện một thử thách, đó là mua chiếc điện thoại, hai chiếc điện thoại trên mạng. Một chiếc điện thoại 30 triệu và một chiếc điện thoại hơn 2 triệu một chút. Để xem là chơi điện tử nó có mạnh không. Đây là một chiếc điện thoại khoảng 30 triệu. Mình cũng mua trên mạng hết, mua trên Lazada đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp luôn. Đây là chiếc điện thoại của mình. Nếu các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem tại đây. Chiếc điện thoại đầu tiên mà mình đã mua trên mạng, đó là chiếc iPhone 11 Pro Max, 11 Pro thôi, phiên bản 256GB màu xanh. Mình sẽ mở hộp chiếc điện thoại này. Chiếc điện thoại này thì hôm nọ là mình đã khui hộp ở ngoài ruộng rồi đấy, cùng với đám trẻ trâu rồi. Bây giờ mình sẽ khui hộp chiếc điện thoại này. Wow, còn mới nguyên luôn nhá. Đây, quẩy đây. Đấy, còn mới nguyên luôn các bạn ạ. Cái này là cái gì đây các bạn? Đây là một que chọc SIM. Trong này có cái gì? À, mình còn được tặng một cái ốp này các bạn. Một chiếc ốp dẻo màu trắng. Rồi đây chính là chiếc điện thoại của chúng ta. Wow. Đây chính là chiếc điện thoại Redmi 7, phiên bản là 3GB RAM. Ngoài ra chúng ta còn có một chiếc sạc. Cái này là sạc 5V thôi, không phải sạc nhanh các bạn nhé. À, một cái cáp sạc. Ngoài ra chúng ta còn một cái vỏ, không còn gì cả. Đấy, hiện chưa? Các bạn thấy chưa này, hiện chữ Redmi này. Mình mua cái bản này cài sẵn ROM tiếng Việt rồi, cho nên để cho dễ dùng, chứ mình về mình không biết cài ấy. Này. Đấy, mình bóc ra này. Đó. Không, cái vỏ này mình sẽ không bóc. Cái vỏ này mình sẽ không bóc bởi vì là mình chưa có cái dán màn hình. Đợi khi nào mình có cái ấy màn hình mình sẽ bóc. Ok, ấn vào tiếp tục nào. Các bạn thông cảm bởi vì cái này mình chưa có mua kính cường lực, cho nên là mình không bóc cái phần này ra. Hay là mình cứ bóc ra một chút nhỉ. Nhưng mà có một điều lạ, đó là trong này không có tai nghe các bạn ạ. Sao lại không có tai nghe nhỉ? Mình sẽ cài game Liên Quân vào nha, để test xem là cái khả năng chơi game chiếc máy này như nào. Mình cảm giác mình bấm rất là nhạy các bạn ạ. Các bạn cảm thấy không? Mình bấm chiếc điện thoại, nó cái hành động của nó rất là nhanh, rất là nhạy, không chậm như những chiếc điện thoại mà rẻ tiền. Đây đấy, mình bấm phát được ngay luôn, được ngay luôn các bạn nhé. Đây, như hôm đấy là mình có mua chiếc điện thoại mình đang quay này. Đây mình có review lại đây. Hãy bật sáng hết cỡ mẹ. Wow, mình đã biết trở về như thế nào các bạn. Đấy rồi. Vàng đâu? Một like. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thái Chuối TV để theo dõi những video tiếp theo của mình nhá. Để xem nó chơi có nhanh, có combat, nó có nhạy không nhá các bạn nhá. Đấy, mình đang đây, trong cái màn hình này nó hiện luôn này. Hiện luôn cái điện thoại mà mình đang quay, đó chính là chiếc iPhone 11. Có nhớ mật khẩu của mày không Cún? Rồi, để mày đọc cái để anh nhập. Rồi, đây là đang ở cái cài đặt. Chạy nhanh phết nhỉ? Nhanh chứ. Đấy. Mấy em chạy 1, 2, 3, 4. Tại vì nó, chiếc máy này mình cảm giác nó chạy rất là nhanh. Một, thứ nhất là nó còn mới này. Thứ hai là nó 3GB RAM. Ô. Đi ra. Đi rồi. Tại sao này bị đít ra nhỉ? Mình sẽ thử lại. Nếu không chơi được thì đúng là chiếc máy này bỏ đi các bạn ạ. Nếu chơi được thì công nhận nó là một sản phẩm tuyệt vời. Lại tiếp tục cài đặt. Máy này thì Wi-Fi phế nhỉ? Đấy, máy này thì Wi-Fi ít hơn Liên Dụng nữa, Liên Quân thì phế hơn đấy. Yeah. Wow, cảm giác mình vào nó rất là nhanh các bạn ạ. Chà, mới cài đặt nào. Mắt setting chưa nha các bạn nha. Này, mắt setting chưa? Độ phân giải thử là Full HD nha. Độ phân giải cao nhất.
chất lượng hình ảnh cao nhất. Ô, rất tiếc cấu hình của bạn không hiện không đủ đáp ứng. Ok. Lúc nào nữa rồi. Chúng ta chỉ có thể để ở chế độ cao chứ không thể để chế độ HD được nhá. Bây giờ mình đã vào trận, mình sẽ thử đánh nhá. Lâu rồi mình không chơi lại cho nên là mình chỉ test khả năng của về khả năng combat ở trong máy thôi chứ mình các bạn đừng để ý đến cái khả năng đánh của mình. Tại vì lâu rồi mình không đánh. Ôi, cướp rừng ôi. Cướp rừng anh em ơi. Anh em ơi cướp rừng. Bóc em bóc ơi. Thôi, định làm cho gì thế? Thành niên chưa gì đã. Chưa gì đã lao vào cướp rừng của mình rồi các bạn ạ. Để cho mình test máy tí nào. Cảm giác là mình dùng chiêu là cái chiếc máy này rất là mượt các bạn ạ. Nó không bị lag đâu, nó không bị chậm chiêu đâu. Ăn cái trụ các bạn ạ. Rất là mượt. Ăn bùa luôn. Xin con bùa luôn các bạn ạ. Ôi, ui, ui, để bùa cho em. Ôi, mất mẹ bùa. Ăn nó luôn. Ăn con này này. Ui, bị choáng. Con ạ. Bị choáng các bạn ạ. Ui, nó tốc biến các bạn ạ. Mình sẽ lên ganh thằng này xem nào. Win thanh niên KS mạng rồi các bạn. Bộc phá. Ui. Một đập chết luôn. Mình cũng thấy là khi mà combat cũng chưa được phát nào combat đủ hết cả 5 mạng nhưng mà mình sẽ cố gắng đi để combat. Nhưng mà mình thấy là lướt chiêu cũng tương đối là nhanh nhạy các bạn ạ. Với giá khoảng 2 triệu đồng thì đúng là rất là hợp lý. Ngộ Không, anh Ngộ Không kìa. Ui dồi ôi, anh Ngộ Không ơi. Lúc đấy nếu mà máy lag thì coi như là đi xong rồi các bạn ạ. Trời đang mưa các bạn thông cảm nha. Nếu mà nghe không rõ thì các bạn thông cảm. Giờ cân cả Ngộ Không rồi. Giờ là mình có cái... Bây giờ mình lên cái Hercules thùng lợi thịnh lộ thì mình bắt đầu cân được Ngộ Không rồi đấy. Rồi bùa xanh đã lên. Chơi nó luôn các bạn ạ. Ăn xong cái bùa xanh là mình chơi nó luôn này. Rồi mình sẽ lấp đây để mình combat nhá. Ui ôi anh AD tốc biến nhanh thế. Rồi thua rồi các bạn ơi. Thua rồi các bạn ơi. Sẵn rồi, tật mặt. Ok, bây giờ là vừa rồi là mình đã chơi thử một ván liên quân và mình đã gánh tem thua sấp mặt lờ. Mình đánh giá là trước Redmi 7 này với RAM 3GB là mình chơi game về dùng về sau thì mình không biết nhưng mà hiện tại thì chơi game rất là mượt các bạn ạ. Chơi liên quân rất là mượt. Rồi. Còn những cái tác vụ như kiểu chụp ảnh camera thì cũng rất là cũng tương đối bởi vì máy ảnh bởi vì bây giờ trời mưa tối nên là mình không thể chụp ảnh được, nó không rõ các bạn ạ. Ok. Đây tuy là trời mưa. Thấy không? Thấy không? Đấy. Thấy không? Đây. Nét căng luôn. Mình sẽ chụp thử một bức ảnh ở ngoài sân cho các bạn xem nha. Mà nó thấy không? Nét không? Nét. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó rất là nét. Đây là trời mưa rất là tối om luôn. Với điện thoại khoảng hơn 2 triệu thì hơn 2 triệu, hai camera thì cái đã nhu cầu chụp ảnh quay phim nó cũng tương đối ổn định. Ngoài ra đặc biệt là mình thích cái khoản chơi game đó.
Rồi ok, bây giờ là coi như là mình đã bóc xong chiếc điện thoại Redmi Xiaomi Redmi 7 rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ra các video tiếp theo nhé.